gì ông nợ? Bị lắc tí anh em ơi, thôi ok vô nè các bạn ơi. Ok. Bị lắc đi, thôi vô nè em ơi. Vâng, thưa tất cả quý vị và bạn, hãy cùng đến với Đảo Mặt Trời để xem những diễn biến cực hay, cực kỳ hấp dẫn tại game thi đấu thứ 3 của Free Fire World Series Spring 2024. Ok, các bạn đang coi trận đấu thứ 3 của Free Fire World Series Đông Nam Á rồi. Nhãn hàng Yomot, thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên và nước trái cây, giúp cung cấp những nguồn năng lượng cho các tuyển thủ thi đấu hết mình. Vì một cú Vuya, một cảm giác rất Yomot, và tôi hy vọng rằng sẽ có một cú Vuya, một cảm giác rất Yomot ở trong game thi đấu lần này dành cho các đại diện của Việt Nam, và đặc biệt là trên khu vực map Đảo Mặt Trời thì đây là một trong những map đảo mà được đánh giá là khá hợp lý. Có Huy mà chạm với Esports, chạm đúng tung 14. Họ có những cái chiến thuật, họ cũng có cái sức mạnh ở trên cái đảo mặt trời này là chạm đúng tung 14. Bên phía Stormworld Esports cũng đã bắt đầu giao tranh và đối thủ họ tìm thấy chính là AQ Kajo. Ghép trước anh chàng Bill, tuyển thủ được đánh giá là một trong những tuyển thủ Free Fire xuất sắc nhất thế giới, với bộ kỹ năng gần như là hoàn hảo, đã có cho mình một kill đầu tiên mang về dành cho Stormworld Esports. Ở game thi đấu trước thì họ cũng đã có Buya và bước sang game thi đấu này một cái sự mở màn không thể nào mà tuyệt vời hơn, giúp cho Stormworld Esports bây giờ sẽ có một cái khởi đầu mới vô cùng tốt. Và chúng ta đang có những cái cuộc giao tranh nhẹ nhẹ bây giờ hai vàng đen sẽ đối đầu cùng với nhau, đó là CZZZ với cả Heavy. Văn Thanh lao vào đó là Peter rồi. Văn Thanh làm quá tốt, chỗ nào tương tự rồi, on fire không kịp tới đây mà em chơi Heavy quá. Hai mạng hạ gục rồi. Hàn đang cố gắng lườn ra sau và sẽ có một tình huống quét sạch hay chăng. Hàn ăn một quả 1-2-4 bị khóa kỹ năng lại, nhưng anh ta có những người đồng đội đối phương nằm trong lòng bàn tay. Như thế này mà anh em chưa hiểu nổi. Trời là Heavy. Còn một người nữa, one more. Vâng, một người nữa, one more, đúng là cái tên như thế rồi. Và bây giờ thì đang có những màn truy đuổi đến từ Heavy. Chúng ta quay trở lại một khu vực khác. Đây là Lost Red với 4 thành viên, đã có cho mình là 4 bạn rồi. Này mà em chưa hiểu. Đó là một sự khởi đầu rất hay. Ủa không, boy đúng phải không? Không phải gì trong trận đấu hôm nay. Và như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là Homeboy đã phải người chia tay với ván thi đấu này rồi. Vâng, chàng trai Homeboy đã phải nói lời chia tay rất sớm khi mà cuộc chơi chỉ diễn ra được hơn 2 phút mà thôi. Phải nói rằng là Đảo Mặt Trời đang diễn ra những cuộc giao tranh đầu game nó tương đối là nhanh và sớm. Heavy vậy là lại có thể phải nói lời chia tay rất sớm. Thực sự là Đảo Mặt Trời đang mang đến quá nhiều sự an toàn dành cho các đội. Và nhìn vào cách mà Heavy đang nhập cuộc như thế này, chắc chắn là những thành viên, những fan của Việt Nam chắc chắn là cũng đang rất chờ đợi một ván đấu thăng hoa dành cho Heavy. Heavy Lee Jona đã có 2 mạng rồi, Văn Thành thì có 1 và Han thì cũng có 1 mạng. Nói gì đấy? Hơi đáng tiếc là như vậy là nói gì đấy? Nói gì đấy các bạn? Nói gì đấy? Thằng nào chơi Heavy đâu rồi? Thằng nào chơi Heavy đâu? What? Tôi không tin được là Heavy có thể ăn CCG Thái Lan các bạn à. Áo thực anh em lừa con rồi, lên nhạc nào anh em ơi, lên nhạc. Trong những tuần thi đấu đầu tiên thì những đội tuyển đánh giá khá là thấp sẽ là những đội tuyển có cơ hội rất cao để có thể tạo ra những diễn biến cực kỳ căng thẳng, và lại tiếp tục là một đội tuyển không còn nguyên vẹn rơi vào tay của Heavy. Từ từ, đó là bên siêu ghê của Expand. Chỉ còn một vài thành viên đang lạc lõng ở trên khu vực bản đồ lần này. Không tin dung đâu. Đảo Mặt Trời đang là một đảo mà chúng ta đang nắm cái thế tiên cơ là cực kỳ tốt, và đặc biệt là nói riêng với vị trí Heavy, phong độ ổn định, khả năng tấn công là cực kỳ tuyệt vời. Rõ ràng là họ đã có nghiên cứu và họ đã có một cái chiến thuật rất là rõ ràng vạch ra ở ngay trong giai đoạn ban đầu, khi mà Reverse Red là một trong những đội tuyển bị đánh giá khá yếu của bên phía Thái Lan. Chính xác hơn là các đội tuyển CZ là một đội tuyển được đánh giá là khá yếu trong giai đoạn ban đầu. Gần như là nếu không có súng thì họ sẽ không phải là một cái đối trọng quá là mạnh mẽ sớm, nên vị trí Heavy nhảy thẳng vào, và sau đó họ có một tình huống quét sạch đi một trong những đối thủ mạnh nhất của bản đồ lần này ở trong cái giai đoạn sớm. Tiếp tục là bên phía của Indostar với những cái tình huống tấn công tầm xa vào Reverse Red, và rõ ràng đây là một tình huống tấn công hơi lỗ của họ một chút, khi mà mở cổng dịch chuyển ra thì lại thấy rất địch về nhà. Đây là một tình huống gọi là cọc cắn cả nhà đấy, và khiến cho chính nói, tôi nghe bạn nào nói là Indostar là một trong ứng cử viên vô địch thế nhờ, rồi Indostar bắn rất là hay thế nhờ đó. Anh nói cho các bạn nghe nè, tôi là người coi giải đấu nhiều nhất trong tựa game Free Fire này,
không có đội tuyển nào trong đây là yếu cả, mà cũng không có đội tuyển nào trong đây là mạnh nhất cả. Đối tập chỉ có Việt Nam là mạnh nhất rồi, đơn giản vậy thôi, hiểu chưa? Nghĩ rằng là một trong những lão làng của Free Fire rồi, một trong những đội mà họ không chỉ chơi early cũng rất hay mà họ còn có thể kéo về late cũng rất ổn nữa. Và thời điểm này thì họ cũng đã có cho mình là 4 kill. Một ván đấu mà chúng ta nhìn thấy rằng là đã có 3 đội tuyển phải nói lời chia tay rồi. Ở đâu đó chúng ta nhìn thấy Heavy, Heavy đang chia người ra đội hình là 3 và 1. Và một người của Heavy đang tách ra và đang dường như là đang tấn công lên các thành viên của Evos thì phải. Evos ở một vị trí đứng cao hơn, Heavy thì đang lách ra, có hai cánh dành cho Heavy. Heavy bắt đầu tiếp cận phía sau lưng và chúng ta nhìn thấy rằng Evos cũng đã phát hiện ra rồi. Nhưng bây giờ là một tình huống mà Gidey đang phải lùi lại khi mà đối phương đã có phát bắn của mình, dường như đó là Khabi Han ở khu vực này. Một pha di chuyển quá hay của Heavy và họ đã tạo ra một thế tạo hình. Một tình huống mà có thêm một người nữa bị hạ nấc rồi. Evos đang từng người một phải nằm xuống. Có nhiều bom kẹo ở đây nhưng chúng ta nhìn thấy hỏa lực của Heavy cũng không tồi một chút nào khi mà họ đã có nhiều lần hạ gục đối phương và tích lũy cho mình lượng đồ. Đang có một lượng máu tương đối thấp đến từ Jona, nhưng vấn đề vào lúc này đó là Heavy có quá nhiều lợi thế để có thể vượt qua được Evos. Chỉ còn lại một người mà thôi thì phải. Một người Evos ở đây có thể làm được gì hay không? Có dành cho Evos rồi. Và 7 kill, 8 kill dành cho Heavy, 9 kill dành cho Heavy ở pha chốt chặn vừa rồi, và thậm chí họ chưa mất bất kỳ một lượt hồi sinh nào. Ôi các bạn ơi, ai là fan của Heavy? Ai là fan của Heavy thì hãy cho tôi xin số 1 ở trên kênh chat đi à. Chắc chắn là các bạn rất vui phải không? Đây là cái thời điểm có lẽ là Heavy đang tỏa sáng nhất ở thời điểm hiện tại. Và người duy nhất chắc chắn là người cắt highlight của Việt Nam trong 2-3 ván thi đấu gần đây, khi cắt toàn là Heavy mà thôi. Thậm chí rằng Heavy đang có đến tận 3 người chơi nằm trong top là Elite Leader, những top những người có mạng hạ gục cao nhất. Nhưng hãy tiếp tục cổ vũ dành cho bên phía của Go Home Group đi nào. Go Home Group tiếp tục lao lên tất cả lên, thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình. Con phẩm kill là cực kỳ nhanh. Họ ra sân với đội hình được đánh giá là mạnh nhất, Iza, Dion, Rip và Di Quang. Dev sẽ tạm thời ở phía bên ngoài. Tôi nghĩ đó là một quyết định hợp lý. Một tuần đầu tiên chúng ta cần những cái sự mượt mà, và thậm chí rằng vị trí của Go Home Group tính đến thời điểm hiện tại ở trên bảng xếp hạng cũng không hề tệ một chút nào. Nhưng cứ cho đội hình mạnh nhất của mình ra sân để có thể làm quen máy móc thiết bị rồi sau đó nó có thể thay ra vào những cái ván thi đấu sau, khi mà vấn đề thể lực mới là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng các đại diện của Việt Nam cần phải lo lắng. Bên phía Stormwood Esports cũng rất nhanh tay trong đó là công cuộc lấy thêm mạng hạ gục dành cho mình, đã thêm 2 mạng nữa bỏ vào túi. Và ở thời điểm hiện tại có lẽ là P-Sport của Việt Nam sẽ là hai cái tên va chạm với nhau từ sớm như thế này. Đây chắc chắn không phải là một, đây chắc chắn không phải là cái điều mà bất kỳ fan Việt Nam nào mong muốn cả. Đó là một màn chạm trán giữa hai đội tuyển cùng một quốc gia, và đặc biệt là của Việt Nam nữa. Bên phía P-Sport cùng với cả Team Flash đã cố gắng muốn né giao tranh ra, nhưng Hoàng Anh lao lên và Hoàng Anh không thể trở về. P-Sport đâm quá sâu. Với lợi thế về mặt nhân sự như thế này thì liệu Team Black có thể giành được chiến thắng hay không, khi mà P-Sport đang khá là thiếu người, LBT vẫn đang hơi loanh quanh chưa biết phải tấn công vào đâu. Trong khi đó một pha bóc ra đến từ đối quay không hiệu quả, bắn trượt quá nhiều. Và đó là một tình huống xử lý lỗi đến từ không chỉ đối quay mà thêm cả Nero nữa rồi. Tàn vỡ là đây đúng không, khi LBT chỉ còn có đúng một mình, cố gắng ăn được vô lý sau đó thì nằm xuống. Bên phía của Hồng Quốc hình như là cũng đang có tin mừng thì phải. P-Sport dừng chân ở vị trí thứ 9. Anh em nào cũng coi đi qua tất cả các kênh sóng gà nào đi qua Việt Nam anh em coi nha. Tất cả kênh sóng gà nào đi qua Việt Nam anh em coi. Còn anh em nào thích coi của tôi thì coi. Nằm xuống. Anh em nào đây với vị trí của Rip, chúng ta nhìn thấy Diamond của River Sweat lao vào. Một chú đặt con keo rất nhanh của River Sweat nhà sát thương, và sau đó đặt con keo để né sát thương. Nhưng đối phương thì quay trở lại, hy vọng rằng là con group của chúng ta có thể làm tốt ở tình huống này. Với một khẩu súng xa khu vực này thì Rip đang phải rời đi rồi. Đang có hai quả bom keo được đặt ra đến từ vị trí của Diamond. Diamond quyết định ra khỏi ô cửa sổ này. Không thành công từ vị trí của Rip, và Rip đã phải nằm. Vâng, Diamond thậm chí là không mất bất cứ một giọt máu nào cả. Và vị trí 8 đó là có đúng lúc đã phải nói lời chia tay cuộc chơi. Và như vậy là chúng ta có hai đội tuyển của Việt Nam đã phải nói lời chia tay cuộc chơi ở ván đấu thứ 3 này rồi. Trong khi đó thì có thể thấy rằng là Flash cũng như là Heavy vẫn đang có một ván đấu tương đối tốt, đặc biệt là Heavy. Và thời điểm này thì ở khu vực này chúng ta đang có một màn giao tranh đến từ Evos cùng với Stewart Esports ở một vị trí tầm gần.
Vâng, đó là một pha xử lý mà rõ ràng là Steward Esports có quá nhiều nhân sự ở đây để khiến cho thành viên của EVOS không có bất cứ một cơ hội phản kháng nào cả. Tôi nghĩ là sai lầm đến từ bên phía của các thành viên Go Wood, đó là họ hơi ít giao tranh trong giai đoạn đầu game nhưng họ không đủ người. Chứ còn bên phía Rivret tính ra về mặt kỹ năng trao đổi vừa rồi, họ không hơn Go Wood quá nhiều, họ hơn về đồ. Nhưng mà bạn cầm một khẩu PP19 đối đầu với một khẩu súng sạc thì bạn có bắn 10 viên thì cũng chỉ bằng đối phương sạc một phát và cho bạn đi luôn thôi. Và đó chính là cái sự sai lầm đến từ bên phía của Go Group khi mà họ khơi mào giao tranh lúc mà qua cái giai đoạn đầu game rồi. Một giai đoạn là khi mà giữa nếu mà đối phương có một cái tình huống quét sạch là cũng đã có một cái lượng đồ cực kỳ cơ bản rồi. Và lúc đó bạn mới bắt đầu lao vào một đội tuyển đã có sự chuẩn bị, rõ ràng là một cái thua thiệt mặt nhân sự và là quá nhiều bên phía gì mà của em chơi nữa thôi, đã có một vị trí đứng khá tốt ở trong vòng bò. Bây giờ họ bắt đầu kể cặp, họ quay ra phía đằng sau lưng của mình và nhìn xem Stormwood Esports hay là vị trí của River Red, hai đội tuyển đều có màu đỏ trên logo, sẽ thả team lên em ơi, trả được bảy đất team nào để tiếp tục tập trung vào đó, đặc biệt là với những khẩu súng máy có ở trên người, khẩu M500 hay là những khẩu M60 chẳng hạn, sẽ giúp cho bên phía của các thành viên Expand xử lý cực kỳ nhanh trong cái công cuộc là phá đi những lớp bom keo. Và bom keo là một trong những cái vật phẩm cực kỳ quan trọng với những đội tuyển cố gắng bước vào trong vòng bo khi mà họ đang đứng phía bên ngoài. Heavy đã có 10 kill và tiếp tục khai thác của một đội tuyển được đánh giá là khá yếu trên bản đồ lần này, đó chính là Evil. Đây là đội tuyển EVOS Divide được đánh giá là những cái nhân sự mới của họ. Họ không còn là đội tuyển EVOS Divide với những Mr. 13, Sam 13 hay là Mr. 07 nữa, mà đây đều là hôm nay đội tuyển mới. Hầu hết những người chơi cũ của bên phía EVOS Divide trước đây thì đã sang bên phía của Dewa rồi, cũng là một đội tuyển đang tham gia thi đấu tại Free Fire World Series Spring 2024. Và với một đội hình mới như thế này thì liệu Heavy có giành được chiến thắng hay không? Khởi đầu là khá tốt, đối phương mới có 4 kill, trong khi đấy thì Heavy đã là con số 10. Được kỳ tuyệt vời, anh ta chấp nhận đứng ngoài vòng bo để tỉa thẳng vào đầu của đối phương. EVOS Divide mất người là khá nhiều, trong khi đấy thì Khabi mới chỉ thấp máu mà thôi, vẫn còn có thể dẫn được. Và phía bên này Heavy đã có 11 một kill đổi của Khabi. Khabi chưa nằm, anh ta có súng sạc trong tay nhưng mà đặt bom keo ra phải đấy. Đối phương vừa và nhanh quá, và Văn Thanh xuất hiện ở phía đằng sau lưng. Các bạn cho tôi biết đội hình nào Việt Nam mạnh nhất trong trận thi đấu đầu tiên nào. Heavy. Ba lần giao tranh, Khabi đều giành chiến thắng và thậm chí họ là đội có một cái sự chủ động rất lớn. Đây chúng ta đến với một tình huống khác với đại diện còn lại của Việt Nam, đó là Team Flash. Chúng ta nhìn thấy một khẩu M79 đến từ vị trí của Shin. Shin có khẩu M79 và đối mặt với cả River Red, một đội đang có phong độ tương đối cao, và liệu khẩu M79 này có giúp cho Shin và các đồng đội có thể vượt qua được màn giao tranh quan trọng này hay không? Đây là vị trí của Pozzy đang hơi bị mắc kẹt một chút ở khu vực bom keo này. Phía bên ngoài thì có Yanbin và Artemis đang quây quanh. Vâng, một góc mà rõ ràng là Flash đang có nhiều cơ hội, nhưng đối phương cũng đang cho thấy một khả năng phòng ngự tương đối khó chịu của mình. Họ đang đi gần nhau để có thể có được sự hỗ trợ cho nhau, và đó là cách mà Flash cũng đang làm. Vâng, bom keo đã nổ. Nameless, vâng, anh ta không có tên nhưng mà cũng đã có hai mạng hạ gục rồi. Một tình huống mà cho đến thời điểm này vẫn chưa có bất cứ một ai phải nằm xuống đến từ đội hình của Team Flash cũng như là Reverse Red. Vòng bo tiếp theo khả năng rất cao là sẽ co về khu vực bờ biển giữa rừng đỏ, nơi mà tôi đánh giá là khá ít những cái địa hình địa vật để che chắn ngoài những gốc cây khá là mỏng manh, và chỉ có khoảng 2 căn nhà trong cái khu vực nhạy cảm đó thôi. Nên nếu Heavy giành được chiến thắng và lợi thế, họ cần phải bước vào trong thật sớm. Team Flash vẫn đang giằng co, nhưng với sự xuất hiện đến từ River Red, thật sự cơ hội đến từ Team Flash là không cao. Ngay lập tức Nameless, đúng là anh ta không tên nhưng anh ta có 3 mạng trong tay và bổ sung vào lượng mạng đó là 14 của bên phía đội hình River Red. Bên phía AQ Kazu vẫn là một đội hình quá quái vật, nhưng mà họ thường xuyên đoán được cái vị trí vòng bo cuối cùng. Họ không cần nhiều kill, họ luôn là kẻ cuối cùng còn sống sót, và điều đó giúp cho bên phía của AQ Kazu luôn có một cái lượng điểm khủng khiếp. Và hãy cùng nhìn xem, River Red quá dễ dàng trong công việc hủy diệt đi toàn bộ đội hình của bên phía Team Flash. Nhưng vấn đề là họ sẽ vào bo ra sao? Team Flash cũng đã có một ván thi đấu tôi đánh giá phần nào đó là vượt chỉ tiêu khi mà đã bước được vào trong top 5. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chỉ có 4 đội tuyển, nhưng mà thế chân vạc đã được hiện ra với những cái người chơi, với những cái đội tuyển không còn quá nhiều nhân sự như là AQ Kazu nữa. Chúng ta có Heavy full người, Rio Red và bên phía Stormwood Esports cũng tương tự như vậy. Nhưng cái vị trí tiếp cận vòng bo của Heavy có vẻ như là rất thoáng. Họ gần như không phải đối đầu với một đối thủ nào trực tiếp cả, và điều đấy có thể mang Heavy tới với cái buya đầu tiên, cuộc phản vốn đầu tiên dành cho Việt Nam. Tôi không dám nói trước, nhưng tôi đang đặt hết niềm tin của mình vào Heavy với tất cả những lợi thế của họ. Heavy bây giờ vẫn chưa phải cứu bất cứ một ai cả. Chúng ta nhìn thấy ba đội còn lại thì cũng đã một
một là cũng thiếu nhân sự, hai là cũng có những người đã phải cứu sống dậy rồi. Nghĩa là cái lượng đồ của những đội còn lại tôi nghĩ rằng là sẽ không bằng Heavy. Tôi nghĩ là như vậy, nhưng vấn đề là Heavy sẽ cần phải làm tốt ở cái khoảnh khắc quan trọng này. Chúng ta nhìn thấy vòng bo bắt đầu là thu lại rồi. Stewart Esports, một trong những đội cũng đã có được cái Buya, và chúng ta nhìn thấy rằng là họ cũng đang mắc kẹt lại ở cái vòng bo này, bởi vì có ba đội tuyển đang cùng chung một hướng và họ sẽ phải giải quyết nhau. Ở đây thì Heavy cũng bị sót nào thôi. Họ có khoảng cách tốt, họ phải chịu áp lực quá nhiều vào thời điểm để họ có thể gia tăng cái lượng kill của mình. Một cái góc bắn nó quá là rộng mở dành cho Heavy, nhưng chúng ta nhìn thấy rằng là các đội tuyển khác họ cũng biết điều này và họ cũng đang cố gắng để mình lấy được rất nhiều sát thương đến từ vị trí của Heavy. Đây là Reverse Red đang ở khu vực này và đối mặt với họ đó là Akikazu. Vâng, ở khu vực nó tương đối là nhạy cảm như này, và phía trên chúng ta nhìn thấy là Heavy bắt đầu chạm trán với đại diện đến từ Thái Lan rồi. Heavy bắt đầu là phải có những tình huống xử lý cận chiến rồi. Ở phía này thì Nameless tiếp tục có thêm cho mình, nhưng mà gối Văn Thanh đã khiến cho Stop phải dừng lại rồi. Và có thêm một mạng nữa dành cho Văn Thanh ở phía dưới kia thì đang có cuộc chiến mà Heavy vẫn chưa thể giải quyết xong. Các đội tuyển bắt đầu là có những cái xu hướng đi theo nhiều cái hướng tấn công hơn, và nó khiến cho là Heavy sẽ cần phải rất cẩn trọng một thời điểm này. Đây là Sming. Vâng, confirm kill còn lại là ba đội mà thôi. Thì huống confirm kill Heavy vẫn còn đủ cho mình là 4 người. Ở vị trí này thì chúng ta nhìn thấy rằng là Red, Reverse Red đang ở đây, khiến cho các thành viên của Heavy chịu rất nhiều áp lực. Heavy bây giờ đang làm gì đây? Chúng ta nhìn thấy rằng là họ đang không có được sự hỗ trợ tốt cho nhau. Văn Thanh đã phải nằm xuống rồi. Và đó là cái Buya. Vâng, rất đáng tiếc là chúng ta không có được Buya trong ván này, mặc dù chúng ta đã có được rất rất nhiều lợi thế rồi, nhưng cái Buya đã thuộc về Reverse Red. Buya, một cảm giác rất thiêu đốt dành cho bên phía của Reverse Red. Nhưng chúng ta đã có gì hả các bạn khán giả ơi? Chúng ta đã có một cái top 2